Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng có mặt tại sân bóng đá H2 Tân Sơn để cùng theo dõi trận đấu chung kết, trận đấu thuộc khuôn khổ giải đấu Tứ Hùng Vinaling Cup năm 2023. Và đây là giải đấu thuộc hệ thống Hồ Chí Minh 2. Và trên màn nhỏ của tất cả quý vị và các bạn là hai đối thủ đã giành chiến thắng ở trong lượt trận trước. Đó là hai đối thủ FC Nhật Mai và FC Bình Dương. Cơ hội bây giờ sẽ dành cho FC Nhật Mai và một không siêu. Người ghi bàn vừa rồi là cầu thủ áo số 6 đó là Quốc Trung. Trận đấu chung kết rất nhanh đã có được cho mình bàn thắng mở tỷ số trận đấu khi mà chúng ta vẫn chưa kịp thời giới thiệu xong đội hình của hai bên. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha làm bàn của Quốc Trung. Một tình huống giải vây rất kịp thời. Cơ hội tiếp tục dành cho FC Nhật Mai, vẫn còn đưa bóng vào trong, không vào. FC Nhật Mai trong tình huống này, đây là Chi Lâm. Cơ hội dứt điểm, không vào, vẫn còn. Đường truyền, dứt điểm, không vào. Vẫn là những thời cơ dành cho các thủ xanh, dứt điểm ngay. Quốc Trung, Quốc Trung, dứt điểm ngay, không vào. Đánh đầu, dứt điểm, không vào. Đó là một đường truyền dài và bóng rất nguy hiểm. Không được. Suýt chút nữa đã có được bàn thắng dành cho FC Bình Dương. Mọi thứ đã trôi qua một cách rất đáng tiếc. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống. Đường truyền hay, Quốc Trung, vào cung, vào. 2-0. Rồi, 2-0 dành cho FC Nhật Mai. Và xử lý hay của Quốc Trung. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Quốc Trung đã ghi bàn. Văn Minh, dứt điểm, bằng con, Quốc Trung, vào. 3-0 dành cho FC Nhật Mai. Lại là Quốc Trung. Cú hat trick bàn thắng của Quốc Trung ở trong tình huống này. Và hơi khó khăn dành cho các cầu thủ của đội bóng FC Bình Dương. Hữu Tông, không vào. Không được. Cú dứt điểm vẫn chưa thành công. Cơ hội dành cho Quốc Trung, Quốc Trung vào. 4-0 dành cho FC Nhật Mai. Tiếp tục người ghi bàn là Quốc Trung. 4-0 rồi. 4-0 dành cho các cầu thủ của đội bóng FC Nhật Mai. Cơ hội vào cung, vào cung vào. 5-0 rồi. Đó là dấu chấm hết dành cho FC Bình Dương. Và làm bàn của cầu thủ áo số 8. Chúng ta sẽ cùng theo dõi là pha bóng này. Quá ngọt. Như vậy lúc này đây, trọng tài chính người Ả Rập Xê Út đã đưa còi kết thúc trận đấu. Trận đấu chung kết đã khép lại với tỷ số là 6-0. 5-0 dành cho các cầu thủ bên phía FC Nhật Mai. Xin gửi lời cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi. Ekip của Bóng Đá Phố Miền Tây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.